Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bánh gì chứ? Bánh tổ chiên. Bảo chiên. Thầy người Việt kêu bằng là hồ lô tiền. Để cúng. Giờ mới thấy. Là hồ lô tiền. Bánh này bánh bảo chiên hồ lô tiền nha các bạn nha. Dạ rồi. Dạ cảm ơn cô chú. Dạ thì con bên đây. Rồi, cái này là cốm. Cốm gì chú? Cốm à. Mà mai sao con thấy mà này ai cũng bán cốm nhiều là sao chú? Tại vì ở con đường này là con làng cốm mà. Mấy mươi năm nay đều là làng cốm. Dạ, à, chỉ bán cho lễ hội chùa Hòa Bình Dương thôi. Dạ dạ. Hết cái lễ hội là đi về. Dạ. Cốm mình tự làm luôn hả chú? À, tự làm bạn ở đây. Dạ. Cốm này một cây là 40 ngàn. Dạ là một cục là 5 ngàn. Nói chung là ngày thường vẫn có bán nhưng mà tập trung như vậy là chỉ có ngày lễ chùa Hòa thôi. Dạ. Cái bạc bên này là 30 ngàn. Dạ rồi. Còn món nào nữa không chú? Giới thiệu con luôn. Rồi. Hết rồi. Hết rồi hả? À, tới đây. Đây, đây, đây cho con coi cái gì ra. Làm luôn chú. Dạ đó, ở đây là cái kỹ thuật làm. Dạ. Làm ra lặn cho nó nguội, nguội xong nó vô bịch. Dạ. Cho là kỹ thuật làm thì phải chờ chút xíu nữa nó mới ra được. Dạ. Bây giờ nó đang làm chưa có ra được. Đó, đang nấu đường á.